Chúng ta cùng nhau quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 8 Ryan. Ryan sách học sinh. Hôm nay chúng ta sang bài số 3, The Environment, môi trường. Rồi, phần bài đầu tiên của chúng ta trang 38, trang 38 nhé. Đây là từ vựng những vấn đề môi trường. Bây giờ chúng ta có the air, không khí, become polluted là trở nên bị ô nhiễm, rivers là sông, and lake là hồ, dry up là cạn kiệt khô cằn đó, rainforest là rừng nhiệt đới, và disappear là biến mất, seas là biển, become polluted bị ô nhiễm, ice cap là núi băng, và melt là tan chảy. Giờ chúng ta nghe máy đọc. The environment. Exercise 1, page 38. One. The air. The air. Become polluted. Become polluted. Two. Rivers and lakes. And lakes. Dry up. Drier. Three. Rainforests. Rainforests. Disappear. Disappear. Four. Seas. Seas. Become polluted. Become polluted. Five. Ice caps. Melt. Right. Chúng ta qua bài số 2, sử dụng những cái idea ở dưới đây để nói về những vấn đề môi trường bên bài exercise 1 đó, bài số 1 bên trên theo ví dụ dưới đây. Bây giờ chúng ta có why animal là động vật hoang dã sẽ không có nơi để sống này, nước biển tăng này, sẽ gia tăng này, mọi người sẽ có vấn đề về sức khỏe này, động vật biển sẽ chết này, đai là chết nha, sẽ không có nước sạch để uống này. Ok, vậy chúng ta sẽ ghi ví dụ như đây là câu điều kiện nếu thì đó, nếu mà không khí bị ô nhiễm thì mọi người sẽ có vấn đề về về sức khỏe. If the air becomes polluted, people will get more health problem. Chúng ta tiếp theo, nếu mà sông hồ khô cằn thì sẽ không có nước sạch để uống. If the river and lake dry up, there will be no clean drinking water. Rồi, câu tiếp theo, nếu mà rừng nhiệt đới bị biến mất thì động vật hoang dã sẽ không có chỗ để sống. If rainforests disappear, wild animals will have no place to live. Nếu mà biển bị ô nhiễm thì động vật biển sẽ chết. If seas become polluted, sea animals will die. Nếu mà những cái núi băng bị tan chảy thì mực nước biển sẽ dâng cao. If the ice caps melt, sea level will rise. Rồi chúng ta qua bài số 3, pronunciation. Cái bài này đó, cái bài mà phát âm I và A nha, I và A. Giờ nghe máy đọc những cái chữ dưới đây. Exercise 3, page 38. Pronunciation. Save. Lake. Dry. Wild. Die. Drain. Environment. Bây giờ chúng ta đưa vào hai cột, cái phần mà phát âm là I và một cái những cái từ phát âm là A. I thì chúng ta có ice, white, dry và die. Rồi những cái từ này là những cái từ phát âm là A ha. Lake, drain, save, environment. Oh my god, environment. Lại ra nào. Environment là bên này chứ, nhầm rồi. Environment bên này nhầm ha. Environment là chữ I. Environment. Nha. Rồi qua cái bài nghe, hãy nghe và nối. Hãy nghe và nối cái gì? Nối những cái speaker, những người nói á, từ 1 tới 3, có 3 người, speaker 1, speaker 2, speaker 3. Với những cái problem nha, ABC này. The rainforest disappear là rừng nhiệt đới biến mất.
The ice cap melt. Băng những núi băng bị tan chảy. The air become polluted. The air become polluted có nghĩa là không khí trở nên ô nhiễm. Để chúng ta nghe và chúng ta nói. Exercise 4, page 38. Speaker 1. The Earth's ice caps are melting very quickly. If this doesn't stop, sea levels will rise, and many of the cities and towns by the sea will disappear. Rồi, chúng ta nghe được ai cặp nha. Speaker 2. Speaker 2 này. All of the pollution in the air is causing a lot of health problems for people. If we don't find a way to stop it, people will get sick more often. Rồi, đó là Speaker 3. Many animals live in rainforests. They get everything they need there. If the rainforests disappear, these wild animals will lose everything. Their homes, their food, and even their lives. Rồi, vậy là 1, 1B, 2C và 3A. Cái người số 1 họ đề cập đến băng, đến ice cap nha các bạn. Ice cap, tan chảy. Cái người 2 thì nói về ô nhiễm không khí và cái người thứ 3 thì nói về rừng nhiệt đới biến mất thì sẽ không có chỗ cho động vật hoang dã sinh sống. Ok, chúng ta qua bài số 5 luôn, trang 39 luôn. Bài số 5 là gì? Hãy nhìn vào bức tranh và đọc cái tựa đề của bài test này. Và what do you think the test is about? Bạn nghĩ cái bài test này nói về cái gì? Đây, bức tranh đây. Save Mother Earth, hãy cứu lấy mẹ trái đất. Ok, vậy thì cái bài này nói về cái gì? Chúng ta có thể ghi như thế này. Ok, I think the test is about. I think the test is about environmental problem. Problem những vấn đề về môi trường. Vấn đề môi trường và những cái nguy hại của nó, and damage to plant đối với động, đối với thực vật này, animal là động vật này và cả con người nữa, and people chúng ta có thể ghi như vậy. Rồi bây giờ chúng ta đọc bài ha và chúng ta sẽ chọn nha, sau đó nghe và kiểm tra lại. Ok, số 1, điền luôn. Environmental problem will cause damage to plants, animals, and people. Vấn đề về môi trường sẽ gây ra nguy hại. Cái từ cause là gây ra. Cái từ damage là nguy hại, hư hại, tổn hại. Với plants, cây, animals, động vật và people là con người. If we don't stop them, nếu chúng ta không ngừng lại. Read about some of the problem below. Hãy đọc về những cái vấn đề bên dưới đây. What will happen if the rainforest disappear? Chuyện gì sẽ xảy ra? Cái gì sẽ xảy ra nếu mà rừng nhiệt đới biến mất? It will be a big problem. Nó sẽ là một vấn đề lớn. All over the earth. Trên khắp trái đất. Earth là trái đất. Mọi người thì đang chặt cây, chặt phá rừng nhiệt đới. Cutting down, chặt phá. People are cutting down rainforest. Nếu mà chúng ta không có ngừng lại, chúng ta sẽ làm cho nhiều động vật và thực vật sẽ có nguy cơ bị nguy hiểm tuyệt chủng đó. Cái này là đang bị nguy hiểm. Cái từ endanger. Đang có nguy cơ bị tuyệt chủng. Protecting, bảo vệ những tảng băng. Những tảng băng là rất là quan trọng. Khi mà những tảng băng bị tan chảy thì mực nước biển sẽ gia tăng và lũ lụt sẽ xảy ra thường xuyên hơn. Nếu mà không có dừng lại thì những thành phố và những thị trấn gần biển sẽ biến mất. Khi mà chúng ta làm ô nhiễm không khí, nước và đất thì chúng ta sẽ làm gây hại rất nhiều cho trái đất. Nó không những gây hại cho cây cối và động vật nha. Mọi người sẽ không có không khí sạch để hít thở, breathe thở. Nếu mà không khí bị nếu mà ô nhiễm không khí tiếp tục xảy ra, air pollution, ô nhiễm không khí continue tiếp tục. Ngoài ra, chúng ta sẽ không có đủ lương thực để ăn nếu chúng ta không có thân thiện với nếu chúng ta tiếp tục ô nhiễm nước và đất.
Nếu mà chúng ta không thân thiện với môi trường hơn thì những vấn đề sẽ ngày càng tệ hơn, gets worse, và chúng ta sẽ có nhiều vấn đề về sức khỏe hơn. Rồi nghe máy đọc kiểm tra. 3A, exercise 6, page 39. Save Mother Earth. Environmental problems will cause damage to plants, animals, and people if we don't stop them. Read about some of these problems below. What will happen if the rainforests disappear? It will be a big problem. All over the earth, people are cutting down rainforests. If we don't stop them, we will lose many endangered animals and plants. Protecting the ice caps is important. When the ice caps melt, sea levels will rise and floods will happen more often. If it doesn't stop, cities and towns near the sea will disappear. When we pollute the air, water and land, we will do great damage to the earth. It doesn't only harm plants and animals. People won't have fresh air to breathe if air pollution continues. Also, we won't have enough food to eat if we continue to pollute water and land. If we aren't more eco-friendly, the problems will get worse and we will get more health problems. Rồi, và đáp án 1 thì 1A, 1A, 2D, 3B, 4D và 5A. Bài số 7, what did you learn from test? Tell your partner. Bạn học được cái điều gì từ bài đọc này? We need to, bài học của chúng ta đó là we need to protect the environment. Nhà chúng ta cần phải bảo vệ môi trường, to reduce damage, để giảm thiểu những nguy hại với plants, thực vật, animals, động vật và con người, and people. We need to protect the environment to reduce damage to plants, animals, and people. Okay.